Đang rửa xe thì mưa anh em. Đây, cho anh em coi con mấy con xe rửa. Đâu em neo cảm nhận. Neo cảm nhận ơi. Tại tại em á. À, giết 8 mặc kệ đời luôn. Đó, mặc kệ đời luôn. 8 rồi 15. Không, nhờ vậy anh em mới đông đủ á, không thôi nãy giờ về hết rồi. Đây. Đây con R15. Rửa xong rồi đem lên chân luôn là khỏi về luôn á. Đó. Đó chân luôn. Thấy chưa anh em, đẹp không? Xe rửa xong là sáng bóng luôn á. À, mưa không. Nói chung em chưa? Tại em á thì còn đổ ngoài anh còn chưa mấy ống này chưa lên. Em cầu mưa luôn không? Em rửa xe em ăn chiếc khấu không cầu mưa. Đúng rồi, nó còn mấy ống này tao vừa lên titan nè. Đây 650. Cái bữa nào làm mấy cái tem này. Tem này Shopee có bán nè. Tem này Shopee có bán mà. Hết sức thông cảm. À. Đâu rồi? Ao nát rồi. Không cho mượn thì mất lòng. Cho mượn thì mất bạn. Mất tiền sửa xe. Ở đây là mắc công hát bài tình anh em. Anh em bô nữa. Đây cho anh em nghe bô của con này nè. Tại vì nó đầy chung em á. 650R. Đây 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 mấy mấy. Bấm nút đề vô. Ừ, còn số, còn số. Còn số, còn số. Ủa con này. Mau lại. Đây 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 em đi. Rồi. Đề đây đây. Còn à, với 9 lên bô AR nè. Của đại ca mập á. Đâu chìa khóa nó giấu rồi. Không cho anh ta nghe. Từ từ. Nó phun lửa không? Đâu em đề nhẹ coi, phun lửa không? Để anh quay coi. Kêu như là gà trời gầm á. Bố để lên cái là nó kêu liền. Giống như là xe em không đi của bố á. Rồi mưa to luôn á. Lên xe anh hỏi luôn đi. Đây, à, mưa dắt vô không kịp luôn anh em. Mưa quá. Gì? Lấy cái gì che smoky của anh mập lại kìa. Anh em nhớ hồi xưa mà hồi nhỏ là anh em hay cởi chuồng tắm mưa không? Bây giờ tụi tôi sẽ làm cái clip. Anh em bay cho cởi chuồng tắm mưa à. Lên luôn em, lên luôn. Lấy khăn lau đi. Đây là xe của Thoại nè, Thoại nói là chưa có lên clip luôn. Thì lên luôn nè, xe của Thoại dặn mình lâu lắm rồi. Thoại là bác sĩ nha. Bác sĩ chuyên chữa bệnh cho những người lép. Đâu có, chữa bệnh cho con gái từ 18 đến lại 30 tuổi thôi, 30 tuổi thôi nha. Bác sĩ Tokuda. Là hôm nay Thoại vô cái cặp xi nhan nè. Với lại cái bát biển số đúng không? Bát biển số đúc gầm. Đút ra đút vô. Lên cái chắn gió luôn đi. Có tiền. Vợ cho kìa. Cho xíu thì cái tháng lại lương ngoài trả. Thì vô chắn gió bỏ cái này luôn đi. Cái này là lúc mà xe nhập á. Bỏ cái đó đi để nó vướng.
Không, nhưng mà ở nước ngoài là nó bắt gắn biển số ở đây nè. Ừ, thì xe này nhập bên đó mà. Nhập Indo á là nó gắn biển số đây nè. Gắn lên. Gì đó, gắn tên vợ lên là vợ cho. Ừ, cái này thường thường mấy anh em bỏ hết à. Xe mà vua 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 vào đấy. Gắn lên xe mà vua vua vào đấy. Cái con này anh em là ghi đông từ dưới hạ lên trên đi cho đỡ mỏi một xíu. Nói chung là nó giảm một chút xíu thôi à, nó không có giảm nhiều. Nói chung cũng đỡ. Gắn được cháy cầu chì nữa cha. Cầu chì nó công chạy đi nó mệt. Tại mập nha mập. Xe của thoại mới lấy bên mình luôn á. Ồ, con này chừng nào ra tên? Con này tính chừng nào ra tên? Ờ, Long An với Long An mà. Mà ký giấy chưa ta? Chưa. À, chừng nào ra mới ký. Ra rồi ký. Bây giờ dịch quá chưa gì quay được. Đúng rồi, dịch quá. Về kia quay lấy giấy tờ ký giấy rồi. Đó là xi nhan này lên giống xi nhan trong kia rồi anh em. Đó, xi nhan này là lên giống xi nhan trong kia. Gắn xi nhan anh có bảo hành luôn nha. Trong vòng 3-4 tháng mà có lỗi gì á qua anh thay mới luôn. Bảo hành trong đời luôn nha. Hả? Bảo hành trong đời luôn. Không, mày lỡ em đá đèn quá, trời quá hư cái đèn phải có hạn sử dụng chứ. Nó giống như ban nghề vậy đó. Đá đèn là xưa rồi, đá nó cũng là đi ngoài. 3-4 tháng mà nó hư nó chạm mạnh vậy á là thay mới. Cái chạy xe nó vẫn đòn người ta đá xi nhan thì không có đâu má. Chạy vậy nè. Má anh vô cái anh vô chạy mạnh vô chả anh đèn đồ. Ủa em đi con này á, nó có văng bùng không? Nó có tránh bùng mà có văng không? Đâu văng đúng không? Ừ, đỡ. Nhưng mà cái này chạy tốc độ cao thì nó nguy hiểm. Nó này nhà đông vui quá. Nó đông vui rồi anh em. Mưa rồi rửa gì nữa mà rửa hoài không biết rửa gì đam mê à. Cho anh em chim ngưỡng MT 15 1.800 cây nè đó. MT 15 1.800 cây biển Sài Gòn này đã bán rồi nha anh em. Rồi cho anh em ra tắm mưa nè. Mặc cái tắm mưa đi đi. Rồi với 8 ngâm mưa rồi. Thấy không? Nhà đông vui anh em. Nhà đông vui. Hay là bây giờ mình tổ chức tắm mưa đi. Chứ giờ làm gì vậy? Giờ tắm mưa thôi như xưa á. Là con bệnh này nó tham gia.